Rồi sau mình xả nhanh nha, khoảng 20 bộ, bao gồm là một động cơ công suất là 24V 3A, tức là 72W, động cơ 72W danh định, nhưng mà công suất thực tế ra khoảng hơn 70W nha, hơn 72W nha, khoảng 80W trở lên. Một bo IC 350W mốt về 24V, đang chạy 24V, có ra điều tốc và một cái công tắc đảo chiều, một nút nhấn đó. IC mới 100% nha, IC mới. Cái động cơ thì có thể trục 6 hoặc trục 8 nha, thì không chắc chắn, tại vì còn khoảng 20 bộ thôi, mình sẽ ráp bán. IC mốt về 24V, chạy 24V, 24V mới đạt nha, mới đạt được công suất khoảng 80W nha. Còn chạy 12V thì không đạt được 80W nha. Động cơ thì mặc định là 24 hoặc 36V 3A, 24 36V 3A, có thể trục 8 hoặc trục 6. IC mới nha, IC mới 100%, mốt về 24V để đảm bảo công suất là đầu ra là 80W trở lên. Ok, giá mình để trên tiêu đề nha, khách nào cần thì inbox. Bộ này thì chế rất là nhiều thứ nha, quạt hơi nước thì rất là good luôn, tại mình có một tay cho nên không có chỉnh tốc độ được nha, có cái núm chỉnh tốc độ đó. Có đảo chiều nha, đảo chiều. Đảo chiều chỉ cần nhấn thôi. Để trên bàn cho nên nghe nó kêu nha, mình dở lên rất là êm. Ok, khách nào cần inbox nha, có số lượng.